Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình Thu Thanh Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo do nhóm đọc giảng viên tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thực hiện trân trọng kính gửi đến quý liệt vị lời chào thân ái. Kính thưa quý vị, từ lâu nay chúng tôi thấy đa số những người mộ đạo muốn được nghe lời vàng ngọc của Đức Quỳnh Giáo Chủ để cải giữ về lành, phát tâm tu niệm. Mặc dù chúng tôi không đủ phương tiện pháp thí như lời Đức Thầy đã dạy, ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Hoặc Ngài khuyên nên hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, nên chúng tôi cùng phát tâm đóng góp một phần nhỏ mọn trong công cuộc quảng truyền chánh pháp. Thế nên cho thu vào băng đĩa để phổ biến giáo lý của Đức Thầy với ước vọng mong mọi người sớm giác ngộ tu hành, hoài đầu về con đường Phật Pháp. Chúng tôi cầu xin ơn trên hộ trì cho quý liệt vị được hưởng trọn hạnh phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Hào quang chư Phật rồi mười phương đạo Pháp xem qua Kính thưa chư quý vị, chương trình này với sự sướng ngâm của nữ độc giảng viên Lê Thị Kim Ngọc đồng thành kính diễn ngâm. Để mở đầu chương trình là bài Giọng Bắc Hòa Nam. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại Bạc Liêu năm Tân Tỵ. Nam mô A Di Đà Phật. Lâm sang rải đã rời ra giáo trong lễ thư vậy mà xét bàn giới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời hiền lý bài ra thay đời ta cũng lời xe lời tình nghĩa mới tranh giành rồi xía cùng nhau.
mời thôi. Hà huân lao khổ lắm ơi, tu sao chồng gái lo bốn phận tháo ngày trọn vẹn chừng lập đời không thẹn tấm thân cầu quân lý tứ ân giảm giả nếu chẳng nhìn phải đó đừng than chừng nào tiếng sấm nổ vang thất cơ sơn chọn bên nước đuối mài trong đục mơ nếu chần chờ lục đục trễ chân yêu đời ta dạy làm ơn phận tớ cho xong để sao đến diệt long mơ đông mơ xác không khó thấy hồi kia chữ trùng tính chạm bia trước mộ người phương thờ đặng độ chúng sanh trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn non bồng kỷ hẹn ngày kia chung ham làm chức nam nia ngày
Nay nhằm lúc đêm hôm vắng vẻ, muốn tu hành lặng lẽ mà nghe. Thử yên lặng để về nó gái, gái ít điều rõ mãi thiên cơ. Người khôn nghe nói ngần tình riêng hay ghét cơ. Ta tu hành hay mê làm chi, hổ thai cho bực tu mi. Thân mình miệng sự thế nhiều ông kêu hạnh, ta dạy đời chẳng ranh mà canh. Gió đưa nhầm lúc đêm mơ lời ta dài dỗ như nhành ghẹo chim mơ.
gần rồi lại nói xa. Nói cho sanh ra chung rõ màng, người dần với chúng còn nghi mãi mãi đạo tu hành, nói phải mà nghe ngàn năm đạo lý văn quen bê. Cùng mà thôi kinh giới sấm ngoài môi nó tung đạo suy đồi bãi lùng vì ai đem nguồn chân lý bằng dòng ma xưa mặc ý ai ghét ghét định tâm thần xem xét thể nào giải đời chẳng nề công làm mà chi ngày sau đến việc sầu bi thương đời ta mới làm thi quyền đời. God.